lần ngược lại thì A và chữ B như trên hình vẽ. Vậy liệu cái hai góc A1 và B1 đó là cặp góc soi ra trong và cặp góc đồng vị B1 và A2 nó có bằng nhau hay không? Thì đó là cái phần tiếp theo của cái bài học. Rồi chúng ta quan sát. Đây, được chưa? Rồi chúng ta sẽ làm cái hoạt động chấm sáng tâm. Các em lấy mặt ra đi phần số 3. Thank you.
kiểm tra là phải học giáo khác rồi đúng không? Con kiểm tra từ gốc lên học. Đúng vậy các bạn. Rồi, qua cái hoạt động khám phá này. Các em nhận xét gì không? Đọc về nhận xét gì không? Thank you.
ta sẽ hoạt động nhóm 4 học sinh trong thời gian 5 phút. Rồi các em hãy làm bài. Rồi giờ quay lại.
trăm. Rồi, M là 1 bằng 60 độ thì là hai góc đồng vị. Z cộng M M1 bằng 180 độ thì hai góc kề bù. Z bằng 180 độ trừ M1. Z bằng 180 độ trừ 60 độ, Z bằng 120 độ. Rồi, rồi xuống. Rồi, đại diện một cái nhóm khác nhận xét bài làm của bạn đây. Trí. Cô là bài làm của nhóm bạn Trí xác. Rồi, ngồi xuống. Cô đề nghị chút xíu nè. Đừng có cắm gì cắm quá nha. Ở đây, đây là tính được P rồi. Bây giờ muốn tính Z thì mình phải tính cái góc nào đây? M1, ở đây là bạn tính góc M1 bằng 60 độ. Được chưa? Góc M1 bằng 60 độ là hai góc đồng vị. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn tính Z thì mình lấy Z cộng với M1. Ở đây chúng ta chỉ cần thế nhà thôi. Được chưa? Đừng có chấm nhiều quá. Rồi chúng ta qua cái bảng nhóm thứ hai. Ở đây bạn tính như phần góc nào này? Nhận xét. Đầu tiên là tính được P bằng 90 độ. Được chưa? Rồi nhận xét. Dòng thứ hai đúng hay sai? Trí. Theo tôi coi dòng thứ hai bạn đi sai. Sai chỗ nào nè? Theo tôi coi sai ở góc M1. M1 này ghi ở phía dưới này chứ sao có mũ. Rồi tiếp tục ở đây Z bằng đây sai luôn. Ha, vậy thì cái nhóm này chưa được. Rồi qua xuống chưa có hoàn chỉnh mà lại chưa có ghi còn sai dữ liệu. Thế nhóm này nữa nhận xét. Một bạn đại diện cho Như Ngọc. Cho cô là tính được P đúng chưa? Cô là P đúng. Em M1 bằng 60 độ đúng hay sai? Cô là đúng mà em M1 của bạn quên rồi. À quên rồi, cũng là con sai rồi. Ha. Rồi, rồi xuống. Ở dưới này là không đặt cô bộ đó. Hồi nãy nhớ rồi, mình biết rồi, giờ lúc này đâu đặt như này đó. Thank you.
xong. Rồi, ẩm thực thì dừng lại để chọn. Chúng ta sẽ bổ sung. Và nhận xét cho cô.